Này ông lên cái cục qua đây. Cái cục quay phim. Trời ơi, ông đưa lên hết trơn nè. Hả? Chốn mày. Chốn trời ơi. Hả? Chốn trời hả? Đã chốn cái cục nó qua đây. Chị Tùng Long cũng có mất luôn cái bóp kìa. Bà như nào bỏ cái cục bóp đưa lên hả? Không có bà theo là. Thấy của thấy là đeo lo vậy. Cậu sao? Chị biết không, một con màu cùng bà bốn trăm. Ai cầm con là ra pha lại cái ngực của thằng ở đây nè. Sao lắm? Ai đã mời em nhà đã chào quá. Em có cái cáo dạ, xin cứu ba bữa hả? Có không? Có không? Béo quá. Béo hơn đáng hơn tiền. Con năm thằng bốn thằng mấy bốn thằng lại ăn bỏ đổ mà nó thằng nó thèm thằng đang ăn rồi đúng đó, đang ăn bà đây bà gọi là ăn hổn đây là ăn tâm mệt ảnh không có làm gì thì khi giùm em chụp hình cái xe gì á thấy nhờ đứng kia mà nhờ đứng kia mà chỉ thấy nhờ kiểu không cắp một chân còn kéo qua kéo lại nữa mà đi vô nhà hả thì bà ấy đi cái cụ cho nên nay tiền em đỡ cực lắm ảnh đi tự làm đi mà đã làm hết rồi. Thằng tôi tay bữa làm giúp tụi tay không ăn hộ sư muội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.